Có thóc ăn rồi, đi làm cứ để đây. Hôm nay toàn cái tay bay vào gió. Con nhà ai? Con là xóm. Nó chết ở ao đấy á. Rồi tạm dừng máy rồi. Chỉ thế là cứ ngồi chờ, chả là mấn mạng. Qua đi qua lại vẫn cứ thấy có một cây. Bên mẹ ăn đầy lần thế. Ngồi ao đấy á. Ngồi chờ 5 phút thôi tuổi. Vẫn xứ rồi. Lúc đi ra mẹ bao lâu đi ra chả thấy quay gì cả, sao quay đi quay lại nhìn thấy mà ra ngồi chờ. Ông nội nó đang bảo là hôm nay tại bà từ sau quát thì quát nó bé bé thôi, bà quát to thì vùng nó dậy nó cằn nhằn. Bà quát cái gì đâu? Ở gọi ông lúa thì bảo là lúc chạy xuống đấy xong sống bảo là tôi đi về xuống lại về. Đi lên nó dậy chưa? Dậy rồi, đang chơi ra. Cọ vào người ta. Nó ra, ông trông nó không dài lắm đâu. Cái cọ người ta đấy đấy. Chưa vậy ăn vạ đấy. Nó ngủ thấy ít rồi. Bây giờ cái mình lại bế lại đu thì lại ngủ tiếp. Nếu ông không ngủ thì ngủ tiếp. Nào khổ sao Duy nó thích mang cái máy vỡ hẳn đi. Xạ nét lắm nha, sáng mà pin cũng bền. Sáng nay nó còn 15% rồi, nó hết pin rồi muốn quay thuốc phải hơn một nửa tiếng vẫn luôn xin 15%. Sáng lắm nha, cái chuyện này nét. Nào sao nó mang cái máy vỡ đi nó thích. Cô bác có thức dây mà. Dây ở đây. Hả?
Lấy cái ấy đấy, lấy cái đấy, lấy bằng cây nứa mà đo mà cây nứa làm sao hay bao nhiêu cây. 30 mét đi.